Chào mọi người nhá. Làm cái video test cái ổ cứng khủng này. Ổ này là ổ cứng PS4 hack nha. Ổ 4T luôn. Rất khủng. Cho bác Thịnh ở trong Lâm Đồng. Đấy, bộ này 4T. Cứng 4T nhá của Western Union. Western này. Ổ đồng bộ luôn nhá, chứ không phải là ổ ổ dạng tháo rời đâu, ổ chuyên dụng luôn đấy, rất ngon 4T đấy. Con này tham sử dụng của nó rất ít, mấy trăm giờ đâu, ổ này còn khá là đẹp, khá mới luôn đấy. Chào bác Thịnh ở trong Lâm Đồng đấy. Thì game đã cóp full 4T rồi, số lượng game nó lên đến khoảng hơn 110 game tha hồ mà chơi đấy. Rồi ok, thì ta sẽ test cái ổ cứng này cho bác Thịnh nhé. Bác nào có nhu cầu thì comment phía dưới video hoặc là inbox Zalo Facebook trong phần mô tả video nhé. Em vẫn còn ổ cứng khủng này cho các bác đấy. Cài cái ổ này mất hơn hai ngày mới xong, rất là lâu đấy. Cho nên là bác nào mua phải cọc trước thì em mới cài nhé, không nó mất công đó. Rồi ok, bây giờ sẽ test cái ổ cứng này cho bác. Thì đây là cái máy máy PS4 em đã hack sẵn rồi nhé, đã bật hack sẵn rồi. Đây, vào phần cài đặt này, vào phần hệ thống này, xem thông tin hệ thống này. Con này hack chưa nhỉ? Hack rồi mới có phần debug setting. Đấy, bật hack rồi, con này bật hack rồi nhá. Và trong cái máy này nó chỉ có mỗi một cái game God of War Việt khóa này thôi. Đấy, đây, vào phần cài đặt này, chọn phần bộ nhớ này. Đây là bộ nhớ hệ thống, tức là cái bộ nhớ trong của con PS4 này nhá. Ổ cứng của nó là 500GB. Đấy, nó mới sử dụng một ít này thôi. Đấy. Thì bây giờ em sẽ cắm cái ổ cứng này vào nhá. Cắm cái ổ cứng ngoài cài game vào, cắm vào một trong hai cổng USB. Đấy, cắm vào và đợi nó sẽ load game. Đấy, cứng đang nhảy, thấy chưa, nó sẽ xuất hiện thêm một cái bộ nhớ mở rộng nữa. Đấy, và nó có cái hình cái ổ đĩa đang nháy nháy trên góc trên cùng bên phải. Con này hơn 100 game nhưng hơn 110 game, nó load rất là lâu luôn. Đấy, quá lâu luôn. Đấy, ra ngoài. Đấy, đợi nó sẽ load dần dần game ra được ngoài nhé, nhưng mà sẽ rất là lâu, dự sẽ rất là lâu ạ, tại vì nó quá nhiều game, chơi thế này chắc cả năm chả hết được. Game ở đây thì đã chép theo yêu cầu của bác, chủ yếu là có rất là nhiều game cho các bạn trẻ con chơi nhá. Đấy, em đã có hết ở đây rồi, các bạn trẻ con chơi gần như tất cả các cái tựa game em đều có ở đây rồi, tại vì nó 4T nó lên đến hơn 100 game thì gần như là tất cả nó cũng tựa game rồi, có hết cho bác rồi, chưa kể là những game mà bác đang có sẵn trong cái ổ kéo trong cái ổ cứng ở máy nhà bác. Đấy, em đã chừa những game đấy ra rồi. Đấy, và có đủ 4T cho bác, hơn 110 game. Tí mà em đếm rồi xem, đợi nó load game này nữa. Load con này thì chắc là 15 phút mới lâu load xong được hết game. Đấy, bác về thì bác cứ cắm vào máy thôi, đừng rút ra nhé, cắm vào máy thôi, xong rồi mỗi lần bật máy lên thì bật hack, bật máy lên bật hack, xong đó là chơi game thôi chứ đừng rút ra. Đấy. Rút mỗi lần rút ra có vào nó sẽ phải load thế này, nó rất là mất thời gian nhá. Và hai nữa là nếu mà muốn rút ra thì trước khi rút ra phải làm vài các bước để, tức là để ngắt kết nối cái ổ cứng này thì mới được rút, chứ đừng rút đột ngột, nó đang chạy đừng rút đột ngột, rút đột ngột là dễ bị hỏng file game trong đấy lắm, cài đi cài lại nó mất thời gian. Đấy. Chơi cái ổ cứng khủng này thì bác phải chú ý cái vấn đề này. Tí nữa em sẽ chia sẻ, em sẽ hướng dẫn một cách cụ thể hơn về cái việc mà trước khi rút ổ thì phải làm những gì. Đấy, bây giờ thì phải đợi nó load game đã, rất lâu. Đấy, ổ cứng vẫn đọc này. Đấy, đèn nó vẫn nháy, thấy chưa? Và cái hình ổ đĩa nó vẫn load.
Thông thường thì ổ những cái ổ cứng dung lượng to như này thì nó phải là cái ổ 3.5 ấy, ổ to ấy, nó cần một cái cục nguồn bên ngoài để nuôi. Thế nhưng mà cái ổ này ổ chuyên dụng ấy. Cho nên là nó size nó không phải là 2.5, nó có size riêng của nó. Đấy. Chắc này ngủ rất hơi lốt hay sóng không em? Video call mình xem nào. Đợi thôi lâu lắm, nhưng mà nó chỉ được lần đầu tiên thôi, sau thì
Bấm ích đi, bấm ích đi. Bật tay lên nhưng mất cái lỗi tay rồi. Chính. Ấn on, ấn on. Chưa chưa vào đâu, nó sẽ đẩy game ấy ra ngoài màn hình chính. Đấy, nó có hình cái đĩa đấy. Bây giờ mới vào game đấy đi thôi. Đúng rồi. Khi chọn game nào thì vào đấy thôi. Thế nhá. Ôi, làm support cho các bác game PS3. Đấy, nó đang load game đấy bác, lâu lắm. Hơn 100 game mà load, đắt nhè này. Chỉ lốt lần đầu tiên là thôi, lần sau bác cứ để nguyên cái ổ như thế nhá. Thì là nó có sẵn cái ảnh rồi, cắm một cứng bật hack lên là nó chơi được luôn thôi, chứ không phải đợi chờ như này đâu. Đợi chờ chỉ là lần đầu tiên mình gắn ổ vào máy thôi.
sao xong rồi đấy, gần những game cuối lại mất 15 phút gần 10 phút để lột game. Nhiều game này chơi đến Tết chả hết. Ok, nó load xong rồi đấy. Đấy, đánh xe game này cũng rồi, kéo mãi không hết luôn. Thấy chưa? Có thấy chưa? Đấy, God of War là của máy nhá. Đấy, lại từ đây này. Mãi một trang không hết được. Hơn 100 game, 110 mấy game rồi. Rồi, ok, lên trên chọn phần cài đặt, xuống chọn phần bộ nhớ này. Đấy, để nó xem thông tin bộ nhớ nhá. Đấy, ổ cứng trên của nó là 400 GB. Đấy, ổ dưới là 4T nhá. Đấy, nhưng mà hệ điều hành nó chỉ nhận 3,68T thôi. Ok chưa? Và đã sử dụng 3,66T. Không bao giờ nhận đủ 4T đâu nhá. Bác đừng nghĩ là nó nhận 4T. Máy nào thế, không có chuyện 4T đâu, hoặc là chỉ bảo 4T thôi nhưng mà không bao giờ có chuyện nhận đủ dung lượng 4T đâu. Đấy, 3,68, 3,66. Ok chưa? Đấy là cái phần cứng nhá. Đấy, game này hơn 110 game.
Đấy. Có rất nhiều các thể loại game luôn. Đa phần có rất nhiều game cho các bạn trẻ con chơi. Đấy. Sonic Mafia này. Đấy, đua xe đạp. Everybody Golf này. Đấy, những game đó là những game trẻ con như Rabbit này. Đấy. Game trẻ con. Ok chưa? Chuck Ryan lái xe tải này. Sim 4. Team Sonic Racing này. Super Bomberman này. Đấy. Cũng là game của trẻ em. Rất nhiều luôn. Các River này. Game trẻ em Rayman này. Đấy. Richard Klim này. Rồi Overcooked này. Đấy, game đó là những game trẻ em này. Minecraft này. Đấy, có mấy bản Minecraft rồi. Có hết cho bác. Chưa? Nhện đen này. Nhện đỏ này. Mario Mania này. Đấy, game trẻ em này. Lego. Các game Lego này. Kung Fu Panda này. Đấy. Connect 2 này. Just Dance này cũng là trẻ em nhé. It Talk To này, trẻ em chơi cũng hay. Đấy, Hoa này. Hoa này là game của Việt Nam. Đấy. Raymond này. Chưa? Cooper. Đấy, Crash Bandicoot này. Cũng là game trẻ em nhé. Đấy. Có hai bài. Tennis này. Đấy, rồi, ok. Đấy là cái danh sách game mà em copy cho bác Thịnh nhá, ổ 4T. Đây, bây giờ em sẽ thử một cái game này. Thử một game trẻ em nhé. Đấy, thử một cái game Sonic Team Racing. Đấy, nhưng mà chạy thì cái đèn ổ cứng nó sẽ nhanh nháy, nó đang đọc ở trong cái ổ cứng này. À, do cái con máy này cái firmware của nó đang là 6.72 cho nên một số game sẽ không chạy được. Đấy, nhưng mà nếu mà máy của bác là firmware 9.0 ấy thì chạy vô tư nhá. Firmware con này là 6.72, một số game nó sẽ không hỗ trợ cái firmware đấy. Đấy, nó bắt phải cập nhật firmware thì mới chơi được. Đấy, nó sẽ xảy ra lỗi này. Ok chưa? Đây này, show luôn cho bác cái firmware này. Hệ thống, thông tin hệ thống. Đây, con này chỉ 6.72 thôi, firmware của nó 6.12. Nhưng máy nhà bác là firmware 9.0 chứ hoàn toàn chơi được nhé. Firmware thấp này một số game không hỗ trợ. Ok, sẽ thử game khác. Đua xe đạp chẳng hạn. À, phần thì nó chạy được những cái firmware thấp này, đa phần game nó chạy được, một số game nó yêu cầu firmware cao thì cho chạy. Đấy. Kết nối internet, game này nó cần kết nối internet để chơi, ví dụ chơi online hoặc chơi multi ở chơi online với người khác trên mạng, mình không máy hack không kết nối mạng thì bỏ qua này thôi. Đấy, chọn new game. Cái tiếp cái game nữa.
Chạy là phim gì? Là một. Đấy, ủa chạy hoàn toàn mượt nhá. Nó không khác gì so với những game cài trong ở bên trong mà. Nó là một luôn. Không có sự nó không có delay hơn. Như nhau hết. Đấy, dây USB này, USB 3.0 khả năng chuyển dữ liệu của nó rất cao. Cho nên nó không có sự lag liếc. Rồi, ok. Ok. À, thì đấy thì bác về bác trải nghiệm cái đống game này nhá, chắc hết năm mới hết đấy, rất nhiều luôn. Đấy, chơi thoải mái rồi, để mà rút cái ổ cứng này ra nhá. Đấy, trước khi rút ra thì bác phải vào cài đặt này, chọn phần thiết bị, sau đó chọn phần thiết bị lưu trữ USB. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái ổ đĩa trong cái phần thiết bị lưu trữ USB này. Và bác để ý nó có cái đèn màu xanh này, tức là ổ nó đang online nhé, nó đang chạy nhé. Đấy. Nếu nó đang chạy như này mà mình rút đột ngột ra nó sẽ rất dễ bị hỏng cái file game này, mày nó sẽ không chơi được. Đấy. Cho nên là bác đừng có rút ra khi mà nó đang còn xanh. Muốn rút ra phải chọn ổ này, sau đó chọn cái ngừng sử dụng bộ nhớ mở rộng. Đấy. Chọn khó. Đấy. Lúc này nó báo là bạn có thể rút được cái ổ cứng mở rộng an toàn nhé. Đấy. Ok này, đấy nó không còn xanh nữa, có nghĩa là ổ nó đã offline. Đấy. Bây giờ mình cũng mới có thể rút ra được nhá. Rồi. Đấy, rút ổ cứng ra. Lúc này mình vào phần bộ nhớ này thì sẽ mất cái phần bộ nhớ mở rộng rồi, nó chỉ có cái phần bộ nhớ hệ thống thôi. Đấy, ok chưa? Và mình ra ngoài game thì tất cả game nó sẽ có cái hình dòng chấm than này. Đấy, tại vì là game này cài ổ cứng ngoài, nhưng ổ cứng ngoài nó vừa rút ra rồi, cho nên là nó sẽ là dấu chấm than nhé. Đấy, vào game nó sẽ báo lỗi là nó không tìm thấy cái nơi mà cài cái ứng dụng này. Rồi thế thôi. Đấy, bác về bác cứ làm theo đúng video của em là được nhé, đừng có rút nó đột ngột là được. Lưu ý mỗi cái vấn đề thôi, rút đột ngột là dễ bị hỏng lắm. Đấy, ổ rất xịn luôn, Passport, My Passport nhé, của Western. Bác nào có nhu cầu thì comment phía dưới video nhé, hoặc là inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video. Rồi em ship cái bộ này cho bác Thịnh nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Cảm ơn bác Thịnh đã ủng hộ nhé. Thịnh bác trước đã ủng hộ một cái máy rồi, bây giờ bác mua thêm một ổ cứng ngoài nữa. Rồi chào các bác.